Thưa quý vị, gần 2 tuần sau khai giảng, công tác dạy và học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đi vào nề nếp. Các trường học đã nhanh chóng bắt nhịp, tạo không khí phấn khởi trong học sinh, hướng đến nâng cao chất lượng cho một mùa gieo chữ mới. Trường tiểu học Lý Công Uẩn, quận Hải Châu năm nay có hơn 1.800 học sinh, là năm đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018. Các giáo viên lớp 3 của nhà trường đã chủ động tiếp cận sách giáo khoa mới. So với chương trình trước đây, chương trình mới tập trung hướng đến mục tiêu hình thành năng lực, phẩm chất cá nhân của học sinh. Do đó, để phát huy hiệu quả tổ chức lớp học, giáo viên cũng phải thay đổi cách thức giảng dạy. Cái chương trình mới thì nó cũng mang đến một cái không khí học tập rất là vui, tại vì các em sẽ được tự chủ, tự hoạt động trên lớp bằng nhiều cái hình thức, thông qua những cái trò chơi, những cái phương pháp học tập mới để tạo cho em cái niềm vui khi các em được tham gia tích cực trong các cái hoạt động học tập của lớp. Tuy có đủ số phòng học, phòng chức năng nhưng do thiếu giáo viên như nhiều trường tiểu học khác trên địa bàn quận Hải Châu, trường chỉ tổ chức dạy học 9 buổi một tuần. Đến nay công tác bán trú của học sinh đã ổn định, đặc biệt nhằm đảm bảo điều kiện dạy và học đối với môn tiếng Anh và tin học bắt buộc dành cho học sinh lớp 3 từ năm học này. Trường chủ động chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên cho hai môn học này. Các em đã làm quen được với lại cái việc học tại trường, các em cũng đã ăn ở nghỉ lễ trưa, với cái lối học sinh bán trú cũng đã đi vào nề nếp. Đối với lớp 3 thì năm học 2022-2023, hai môn học Anh văn và Tiếng học thì năm nay đã đưa vào đánh giá có điểm số, chứ không phải là môn học làm quen như ở lớp 1, lớp 2. Thì với tiếng Anh của lớp 3 thì giáo viên cũng đã được tập huấn tại hè, theo cái hướng dẫn của Bộ Giáo dục, của Sở Giáo dục và của Phòng Giáo dục, thì tất cả các lớp 3 đều được học 4 tiết trên tuần. Ở bậc học mầm non, không khí những ngày đầu năm học diễn ra vô cùng vui tươi, phấn khởi. Sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoài trời cho học sinh bị hạn chế. Nên ngay từ đầu năm học này, các trường mầm non trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng triển khai các hoạt động trong và ngoài lớp học theo chủ điểm, đảm bảo chăm sóc giáo dục trẻ một cách toàn diện, phù hợp với từng độ tuổi. Con rất là thích đi học và chơi đùa, và con học bạn cá rất là vui. Con rất là thích chơi đồ ở trên trường, con hào hức ở trên trường. Thì hiện tại bây giờ tất cả các hoạt động đã vào ổn định, và tình hình đội ngũ thì tất cả các cô cũng đã được trang bị rất là nhiều kiến thức, kỹ năng qua các lớp học bồi dưỡng chuyên môn, cũng như là sĩ số học sinh thì cũng đã ổn định từ các lớp. Và nhà trường cũng đã triển khai tất cả các hoạt động cũng như là cho các trẻ được trải nghiệm theo cái chủ đề của bộ ban hành, tức là xây dựng trường học xanh, an toàn và luôn mang lại tiếng cười hạnh phúc cho trẻ thơ. Năm học 2022-2023, toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 275.000 học sinh ở tất cả các bậc học. Nhiều khó khăn, thách thức đặt ra cho ngành từ đầu năm học, như việc thiếu giáo viên, cơ sở vật chất và một số địa phương chưa theo kịp với sự phát triển dân số cơ học. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đang phối hợp với các sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tìm giải pháp kịp thời, phù hợp để đảm bảo chất lượng giáo dục đồng đều, tạo điều kiện cho tất cả học sinh được phát huy phẩm chất, năng lực như đúng tinh thần đổi mới giáo dục những năm học qua.